Thế là nhặt một ngày là cô ấy là cho bao nhiêu tiền cơ? Cho 12.000. Cho 12.000 à? Thế để Hiển hôm nọ cậu bảo ấy, cậu bảo là cậu với cả mợ là cũng rất là thương bé Hiển thôi, thì cái đấy là cậu nói có phải thật không hả Hiển? Các anh lên thì bảo là thương, còn mẹ các anh đi về thì anh cũng không thương mấy. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, 1 × 7 = 7, 1 × 8 = 8. Ai lấy số của em đi cho các ông các bà xong, mẹ em bảo là mẹ em lấy cho hai bác nhưng mà không biết. Cháu Quyền xin gửi lời chào đến quý cô bác anh chị trong và ngoài nước. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi phim của cháu ngày hôm nay. Thưa ba anh chị, là hiện tại thì cháu đang trên con đường đi vào nhà của bé Hiển. Và trước mắt màn hình nhỏ của các bác anh chị đang nhìn thấy đây là ngôi nhà của bé Hiển. Năm nay bé Hiển được 14 tuổi và đang ở nhờ trong một cái mảnh đất của nhà cậu mợ. Và người cha thì đã bỏ bé Hiển ở trong bụng rồi. Còn người mẹ thì sau khi mà đẻ bé Hiển được 6 tháng thì người mẹ cũng đã nhẫn tâm vứt bỏ con ở cho bà ngoại và đi theo tình nhân mới. Đến bây giờ thì xảy ra khá là nhiều cái câu chuyện, thì cậu mợ không cho bé Hiển ở cùng nữa và cho ở đây trong một cái khoảng thời gian ngắn. Thì hôm nọ cậu với mợ cũng nói thẳng, nếu như mẹ của bé Hiển mà còn đòi quay về đây chia đất thì cậu với mợ sẽ không cho bé Hiển ở trong ngôi nhà này nữa. Hôm nọ là vừa bị tốc mái lúc 12 giờ đêm, thế là bé Hiển là ngồi ôm chăn. Đấy, không dám ngủ nữa đến sáng luôn. Hiển ơi, ôi, cháu chào ông nhá. Hiển đi đâu rồi ông? Hiển đi hái chè hồi sớm. Đi hái chè à ông? Ừ. Hái chè ở đâu ông? Hái chè ở đâu không cho biết được. À, thế là hay bình thường là hay đi bên nào không? Hồi là đi bên này. Bên kia. Vâng. À, thế là ông xuống đây lâu chưa? Và đang vừa xuống. À, vừa xuống à? Vâng. À. Là đi từ lúc sáng sớm rồi đúng không? Đúng rồi. À. Vâng, thế thì cháu xong rồi đi rồi. À, cháu đi sang. Cháu đi sang kia để xem bé Hiển đi đâu. Vâng. Đây là ông ngoại của bé Hiển. Thấy xuống nhà của bé Hiển. Thế cháu đi sang kia tí ông nhá. Ông bảo là đi sang hướng bên này. Thì hôm nọ là thấy ở bên kia có cái khu rừng chè nhiều ấy, có khi là xe đi sang kia. Thế bây giờ thì cháu sẽ di chuyển sang kia để tìm xem là có thấy bé Hiển không cô bác. Đấy, ngôi nhà ấy thì là hôm nọ là phải tốc hết mái đi. Nên là anh em cháu cũng lên trên này để sửa lại. Đấy, với một cái ngôi nhà như này thì không có cái gì gọi là chắc chắn cả. Ở đây thì là được lập và dựng tạm bợ bằng những cái cây tre và ở trên là một cái tấm bạt và buộc bằng cái dây ở rừng. Ở đây chỉ cần gặp một trận gió lớn thôi thì có thể tốc bất cứ lúc nào không biết. Đấy, bé Hiển có chia sẻ một cái câu chuyện rất là thật rằng là nếu như hôm sau mà anh em cháu không lên trên này thì chỉ sợ là sẽ phải lên trên rừng ngủ thôi các bác. Đây là những cái củi mà bé Hiển đi lấy về xếp ở đây khá là nhiều. Đấy. Củi này thì là bây giờ thì anh em cháu lên trên này thì bé Hiển không mang đi bán nữa. Ngày trước là cứ một gánh củi đi 7 cây số là bán được 5.000 đồng. Rất là tội nghiệp. Chỉ hy vọng rằng là sẽ gieo duyên kết nối được với cô bác anh chị, giúp đỡ được bé Hiển một phần nào đấy trong cuộc sống của bác ạ. Thưa các bác anh chị, là sau một hồi di chuyển thì anh em cháu là ra đến đây rồi. Thì là thấy một cô bé đang ở trên ngọn cây chè. Thì không biết là có phải bé Hiển hay không. Đó. Đang đứng ở trên ngọn cái cây chè kia kìa cô bác. Hiển ơi. À bé Hiển kia rồi. À, bây giờ thì cháu sẽ, anh em cháu sẽ di chuyển xuống kia để nói chuyện với bé Hiển một lúc cô bác ạ. Hình như là ở dưới này rồi các bác. Trèo lên ngọn cây chè ấy.
cao cao ở dưới này. Ua, khu vực này nhiều tre thật đấy. Ua. Chả biết là đang nhặt tre cho nhà ai đấy. Ua, anh chào Hiền nhá. Dạ, em chào anh ạ. Ua, cho anh trèo lên với. Trèo lên được không? Dạ, có. Ui dạ. Ui dồi, lên trên này thích nhờ. Dạ. Em ở đấy có quay được không? Dạ. À, Hiền gửi lời chào đến các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Hiền ra đây nhặt trèo lâu chưa? Dạ, từ sáng nay em ra rồi. Ra từ lúc mấy giờ? À, tầm lúc 4 giờ, sáng nay em về là em đi lấy củi xong em mới về đây nhặt chè. À, lấy củi xong mới về đây nhặt chè á? Dạ. Thế đây là cây chè nhà ai hả Hiền? Nhà cô hàng xóm. Cô á? Dạ. Sao lại đi nhặt chè cho nhà cô? Nhặt chè cho cô là cô lấy tiền cho. À, tức nghĩa là đi nhặt chè như này cho cô là cô lấy tiền cho à? Dạ. Nhặt được nhiều chưa anh xem? Ủa, nhặt được nhiều nhỉ? Ô, nhưng mà ở đây là lấy chè già thế hả Hiền? Già như thế này. Già như thế này á? Dạ. Chè này lấy về là làm kiểu như nào Hiền có biết không? Là em không biết. Không biết à? Dạ. Ủa, đấy thấy bé Hiền nhặt già quá. Thế là nhặt một ngày là cô ấy là cho bao nhiêu tiền cơ? Cho 12.000. Cho 12.000 à? Dạ. Đâu, nhặt Hiền nhặt cho các bà xem nào. Dạ. Đấy, em lên kia quay về đây cho các bác xem một chút. Đấy, trèo lên cái cây ở cái kia. Ở đây là thấy có nhiều cây chè đẹp lắm. Wow. Là mình ra đây nhặt từ lúc 6 giờ là ra rồi đúng không? Dạ. À, thế là lúc chưa đến 6 giờ là có đi đâu làm gì không? Dạ không. Không à? Dạ. Một mình, một cô bé, thưa cô bác anh chị là năm nay được 14 tuổi. Người cha thì đã nhẫn tâm bỏ lại con khi con còn chưa chào đời. Còn người mẹ thì sau khi mà đẻ bé Hiển được 6 tháng thì người mẹ cũng đã nhẫn tâm bỏ lại và bỏ mặc bé Hiển. Đấy, một cuộc sống bơ vơ, mưu sinh ở dưới đời. Khi mà ở với cậu mợ thì trong cái khoảng thời gian xảy ra những cái câu chuyện ấy, thì là cậu mợ là nói thế này thế kia rất là nhiều. Và đợt trước thì cháu cũng có gặp mặt trực tiếp cậu của bé Hiển và mợ của bé Hiển ấy, thì là bé Hiển bảo là mợ với cả cậu bảo là cũng thương thôi, không ghét bỏ gì đâu. Thì cái điều đó là không biết là có phải sự thật hay không. Thế để Hiển hôm nọ cậu bảo ấy, cậu bảo là cậu với cả mợ là cũng rất là thương bé Hiển thôi, thì cái đấy là cậu nói có phải thật không hả Hiển? Dạ, mẹ anh, các anh lên thì bảo là thương, còn mẹ các anh đi về thì cũng không thương mấy. À, lúc các anh mà lên quay phim mà hỏi như thế thì bảo là thương đúng không? Dạ. Yeah. Còn lúc mà các anh không lên trên này quay phim nữa thì lại không thương. Dạ. Yeah. À. Đấy, bây giờ thì là khi mà được anh em cháu lên chia sẻ rồi thì thứ nhất là người mẹ thì ngày xưa khi mà chưa lên chia sẻ thì là người mẹ về để đòi chia đất với cả cậu mợ mỗi người một nửa. Thế là cậu mợ không đồng ý, thế là nên là không cho bé Hiển ở cùng nữa. Và đến bây giờ thì nếu như mẹ của bé Hiển lại tiếp tục về để đòi chia đất thì cậu mợ sẽ không cho bé Hiển ở nhờ trên cái mảnh đất đấy nữa, thích đi đâu thì đi. Đấy, rất là tội nghiệp của bác ạ. Cái ngày hôm nay là đi nhặt chè, hái chè này ấy là hái cả ngày thì được tầm bao nhiêu? Được 12.000. Nhưng mà hái được nhiều không? Được nhiều chè không? Được bằng dưới kia. À, được ở dưới kia rồi á? Dạ. À, vừa nãy ở trên kia có 2 bao có phải của em hái không? À... phải không? Dạ có. À. Đấy, ra từ lúc sáng sớm ấy, nhặt được 2 bao ở trên này rất là to rồi. Với cả ở dưới này một bao nhỏ nữa. Wow, ở đây là những cái cây chè cổ thụ nhìn bắt ngát nhỉ? Dạ. Bây giờ đi nhặt ở cây nào nữa? Mình nhặt đến cây nào là sạch hết cây đấy đúng không? Dạ. À. Đấy, Hiển xuống trước đi, không là tí ngã đấy, rơi đấy. Ui, cây chè này là... À, để anh xuống trước, để anh xuống trước. Ây da. Thích nhỉ, trèo lên trên này ấy.
Sao lại không đi dép vào hả Hiến? Nãy em quên. À quên à? Hai bao to to ở trên kia là cũng phải đúng không? Nào bây giờ đi nhặt một cây nữa cho các ông các bà xem nào. Đấy, cho các ông các bà ngắm cảnh ở trên vùng cao là các bạn nhỏ đi hái chè như thế nào. Nhá. Chè lên cái cây nào to to ấy Hiền? Cho cái này. Cây này luôn à? Wow. Cây này là nhìn là còn non hơn so với các cây khác các bác ạ. Đấy, cây chè cổ thụ. Ở đây tuổi thọ của những cái cây chè này nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 3-40 năm rồi. Đấy. So với tuổi của bé Hiền thì chắc là tầm tuổi cháu. Thưa các bác anh chị, trên tay của cháu Quyền đây là sản phẩm mật ong khoái nguyên chất 100%. Mật ong thì có rất là nhiều công dụng chữa ho và đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp và đau dạ dày, rồi là tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh ung thư rất là tốt. Và đây là sản phẩm nguyên chất 100% ở trên rừng già. Rất mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ những sản phẩm hiện tại cháu đang bán ở trên kênh để anh em cháu có thêm những khoản kinh phí đi chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này. Cô bác anh chị mua hàng, ủng hộ anh em cháu có thể liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064. Xin cảm ơn cô bác. Lên hai người được không? Ủa nhưng mà anh sợ cây này lắm, sợ có con rắn không nhỉ? Chắc là không có đâu. Không có à? Dạ. Chắc là không có đâu đúng không? Dạ. Nhưng mà có khi là vẫn có nhỉ? Ui à. Đấy, trèo lên những cái cây này. Thế là mình đi hái chè này là hái đến mấy giờ thì mới về à Hiền? 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi? Dạ. Xong à về ăn cơm? Dạ. Ăn cơm xong thì đến mấy giờ lại về hái tiếp? 1 rưỡi. 1 rưỡi à? Dạ. 1 rưỡi hái đến mấy giờ? Hái đến 5 giờ. À, 5 giờ là được nghỉ rồi đúng không? Dạ. Là cả ngày là được 12.000. Dạ. À. Nhưng mà ở đây thì chè là không phải lúc nào cũng có để mà đi hái chè đâu đúng không? Dạ vâng ạ. Mình hái như thế này thì tầm khoảng mấy ngày thì nó lại mọc lên à Hiến? Tầm khoảng 2 tuần. 2 tuần à? Dạ. À. Đấy, mặc dù là được sự yêu mến ủng hộ của các bác rồi nhưng mà bé Hiển ấy là vẫn không có tính ỉ lại. Wow, Hiển nhặt nhanh thế. Vẫn tự đi kiếm tiền. Đấy, lý do tại sao bé Hiển lại bảo là được rất là nhiều cô bác ông bà yêu mến cho bé Hiển đi ở cùng. Thì tại sao bé Hiển lại không muốn là đi ở cùng các ông các bà Hiển? Em tự ở nhà này, em thương bà em không đi được. À, muốn tự ở nhà, tự lập. Tại vì thương bà là không đi được đúng không? Dạ. Ô, cây chè này cành bé bé mà đứng lên trên này nó không bị gãy nhỉ? Dạ. Chè này là chè san tuyết, là chè cổ thụ. Thế nhà cái cô mà Hiển nhặt cho này là có chè để bán không? Dạ có. Có à? Dạ. À. Chè này uống rất là ngon luôn. Ở đây thì là nhặt già như thế này thì là cái này chắc cháu nghĩ là sao bằng cái thủ công. Và ở đây thì là bà con ở trên vùng cao này là dùng bếp lửa ấy các bác. Khi mà sao xong, đấy, phơi khô rồi, đến lúc mà pha chè lại tiếp tục cho vào cái miếng sắt đấy, sau đó lại cho vào cái lửa cho nó nóng lên, đảo để chè nở ra. Sau đó thì bắt đầu là pha đấy, không giống như là chè đóng gói là bốc vào và pha trực tiếp. Ở đây lại pha kiểu khác nhưng mà thơm lắm. Pha kiểu đấy rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Để nhặt được một bao thì thực sự là không phải đơn giản một chỗ nào đâu các bác. Nhặt từ nãy giờ khá là nhiều rồi nhưng mà mới chỉ được một tí thôi. Hết rồi. Bên kia còn có. Đâu? Ô, bên kia không dám đi đâu, sợ gãy đấy. Hiền được ra đây nhặt cái này mấy lần rồi Hiền? 3-4 lần. À, 3-4 lần rồi đúng không? Thế là lần nào cô cũng thuê Hiền nhặt à? Dạ. À. Ui, Hiền đi giỏi thật đấy. Hôm nay thì thưa cô bác, anh chị là cháu lên trên này thì cũng có một cái câu chuyện, một cái công việc là muốn hỏi bé Hiển.
là hôm trước thì sau khi mà chia sẻ lên trên kênh về những cái câu chuyện xảy ra với bé Hiển ấy, là cháu cũng rất là tò mò rằng là không biết tại sao, lý do gì mà lại có nhiều người biết đến số điện thoại của bé Hiển như vậy. Chính vì vậy thì ngày hôm nay thì cháu quay trở lại, cháu muốn tìm hiểu xem là nguyên nhân tại sao lại ai cho cung cấp và lấy số điện thoại của bé Hiển đâu ra để cho nhiều người gọi điện đến cho bé Hiển như vậy. Hôm qua thì anh em cháu ở trên nhà thì cũng có trao đổi và nói chuyện với nhau rằng là anh em cũng hỏi nhau xem là có ai cung cấp số điện thoại của bé Hiển cho bất cứ một mạnh thường quân, một cô bác nào không, thì anh em chúng cháu cũng thống nhất là cũng không có ai là cung cấp số điện thoại cả. Đấy, thì ở đây là chắc chắn là sẽ có một cái lý do gì đấy, sẽ có một người nào đấy là cung cấp số điện thoại của bé Hiển cho ai thì mới có nhiều người gọi điện đến hỏi bé Hiển như vậy. Ui ôi, con này là con gì à Hiển? Không biết. Nó đốt Hiển chưa? Rồi. Ui ôi, con này đốt đau lắm. Cái này chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi là nó đốt đau ngứa cực luôn đúng không? Bị đốt vào đâu rồi? Chỗ này. Ở đây à? Ừ. Đập cho nó chết đi nhỉ? Ngứa. Ngứa. Đập xong này nước này bôi ấy Hiển. Phải không? Ừ, ném xuống. Xuống đây xem nào. Úi dồi ôi, bị con này cắn rồi. Thế từ sáng đến giờ là bị con này đốt mấy lần rồi? Một lần vừa nãy thôi. À, bị một lần thôi đúng không? Dạ. Con này thì cháu chả biết là con sau hay con bọ gì, tên là gì không biết được các bác ạ. Nhưng mà con này là mình cứ chỉ cần chạm vào thôi là đã đốt vào rất là đau và ngứa cực luôn. Đập cho nó đi. Đập cho nó chết đi. Không tí lại dính lại lần nữa. Wow. Đi hái từ sáng giờ là được hai bao và đang đeo ở trên này là một túi rồi. À, anh thấy ở dưới kia có một cây hoa phong lan kìa Hiển. Dạ. Cây của ai đấy? Không biết. Chắc là cô trồng. À, cô trồng lên trên cây chè này á? Dạ. Mọc tự nhiên à? Có được lấy không Hiển ơi? À, dạ có. À, em lấy ra xem nào, Trinh. Đây là mọc tự nhiên. Mọc tự nhiên hay là trồng? Mọc tự nhiên. Đâu, bẻ cả cái cây em. Là cây lan, đây là hoa phong lan đấy các bác. Hoa phong lan. Chả biết là cái này là cái loại tốt hay không. Loại đỏ, loại nhỏ nhỏ, loại đỏ là loại tốt. Cái hoa phong lan rừng cái này chắc này. Chim mà tha ở đâu về đấy. À, đây anh lấy được một cái cành hoa phong lan rồi. Ôi con kiến. À, loại này loại tốt hay sao đây này, cây nó đỏ này đúng không? Dạ. Hiển có biết hoa phong lan loại nào loại tốt không? Dạ có. Loại tốt là loại như thế nào? Loại đỏ. À, loại đỏ là loại tốt à? Dạ. Tí anh mang về trồng nhá, cây này. Dạ. Ăn trộm của nhà cô ấy luôn. Đẹp không? Đấy. Đấy sao? Thế là được một cành hoa phong lan. Đấy, cành này chỉ cần mang về là cắm là sống rồi các bác. Đi lên trên kia nghỉ tới nhỉ? Dạ. Hiển đi từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa? Dạ. Ngồi đây này Hiển. Dạ em chưa. Ngồi trên đá này này. Chưa ăn gì à? Dạ. Thế là tí nữa lên nhà của cô thì là cô cho ăn cơm luôn à? Dạ. À. Đấy, cây này thì các bác nào muốn lấy thì cháu tặng các bác nhá. ở trên rừng này có nhiều không à? Cây hoa phong lan này Hiển. À, nếu mà đi rừng ấy thì lâu lâu mới gặp một cái thôi. Lâu lâu mới gặp thôi đúng không? À. Ở đây nếu mà hôm nào mà các bác thích ấy thì là Hiển gặp ở đâu thì các bác lấy về, à Hiển lấy về cho tặng các bạn nhé. Dạ. Ừ, cái này tặng thôi không bán đâu. Cành này các bác lấy thì cháu tặng cho các bác. Trên rừng có nhiều mà.
Loại hoa phong lan đỏ này. Đâu anh xem nào. Xem chè xem được nhiều chưa. Cái này là phải lấy về xong rồi sao lên đúng không? Dạ. Sao lên xong lại phơi. Dạ. Phơi xong là để nó khô. Nên sau đó thì đến lúc mà pha chè lại cho vào bếp sao lên một lần nữa. Sau đó mình cho vào ấm. Ủa sao lại có cả vở ở đây? Dạ, em mang theo em học. À, mang theo học á? Dạ. Đấy, cầm xem. Wow, thế là đi làm, đi lên rừng là cầm theo quyển vở. Dạ. Để đi theo. Đi hái chè với đi chăn trâu là lúc nào trâu không chạy thì em để tự học. À, đi hái chè với đi chăn trâu. Hoặc là đi làm cái gì đó mà ví dụ như trâu mà không chạy đi đâu ấy, là mình sẽ cầm cái quyển vở này để học. Dạ. Ai viết chữ ở đây cho đây? Anh Cương. Anh. Sao lại lớp trường rừng thế nào? Bởi lớp 1 tập viết Hoàng Thị Hiển. Có ai Hoàng Thị Hiển không? Dạ có. À bây giờ Hiển viết cho các bà xong Hiển đọc xem nào. Viết được không? Dạ không. À không à. Dạ. Viết bảng chữ cái xem nào. Viết A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, Lờ, Mờ, Nờ ấy. Nha. Dạ. Đấy cô bé rất là muốn biết cái chữ của bác ạ. Khi mà anh em cháu lên trên này dạy kèm cặp bé Hiển thì trong cái khoảng thời gian ngắn thì bé Hiển cũng đã biết được chữ và cũng đã viết được vài chữ và đọc được bảng chữ cái thì có vẻ như là bé Hiển đã nhìn thì đã thuộc nhưng mà để mà viết ra từng chữ ra một ấy thì là bé Hiển chưa có thể là viết được. Và đến thời điểm hiện tại thì bé Hiển cũng đã viết được tên của bé. Đấy, viết được tên là đã tốt rồi. Tại vì nếu bây giờ thời buổi bây giờ mà không biết chữ thì ra ngoài xã hội mà đi làm cái này cái kia hoặc là đi làm công ty thì đặc biệt là làm công ty nếu mà không biết chữ thì người ta sẽ không lấy rồi. Đấy, ít nhất thì cũng phải học lớp 9 và bây giờ thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm, ủng hộ, yêu mến của các bác. Các bác cũng góp ý với anh em cháu rằng là cho bé Hiển đi học tiếp. Tuy nhiên thì bây giờ bé Hiển là được 14 tuổi mà để cho bé Hiển đi học bằng các bạn đúng cái lứa tuổi từ lớp. Bây giờ nếu mà bé Hiển đi học là đúng lứa tuổi là học là lớp 9. Còn nếu như học đúng cái từ thời điểm đầu tiên lên nhất ấy thì là bé Hiển sẽ phải đi học từ lớp 1 trở lên. Bây giờ mà 14 tuổi mà đi học từ lớp mẫu giáo, lớp 1 trở lên thì sẽ không cùng độ tuổi, không cùng trang lứa rồi. Và ở trên vùng cao chỗ vợ chồng cháu bây giờ thì là ngày xưa cách đây 3-4 năm thì còn có cái lớp xóa mù chữ. À, đến bây giờ thì ở trên chỗ cháu ở thì là lớp xóa mù chữ thì là không thấy có rồi. Không biết là ở bên chỗ của bé Hiển ở đây thì có hay không. Nếu như có cái lớp đấy thì có thể là cho bé Hiển đi học cái lớp xóa mù chữ thì bé Hiển sẽ biết chữ hết. Đấy. Nhưng mà không có cái bằng, bằng tốt nghiệp gì cả. Chỉ có là xóa được cái mù chữ thôi. Nhưng mà nếu mà không bé Hiển mà không may mắn không được đi học cái lớp đấy thì là anh em cháu sẽ là những người xóa mù chữ cho bé Hiển của bác ạ. Đấy, sẽ là người trực tiếp dạy và chỉ từng nét chữ một cho bé Hiển để bé Hiển là học. Ngày xưa thì khi mà anh em cháu chưa lên này chia sẻ về hoàn cảnh của bé Hiển ấy, thì là bé Hiển đi chăn trâu là gặp các bạn là học từ các bạn. Đấy, các bạn thì là có bố, có mẹ để đưa đón đi học thì là biết chữ. Còn bé Hiển thì ngoài ở nhà đi chăn trâu rồi làm cái việc này việc kia ra thì là không biết là phải làm gì và không được đi học. Cho nên là khi mà gặp các bạn ở ngoài đồng, ngoài ruộng và gặp ở ngoài nhà thì là sẽ học từ các bạn. Và từ đó thì bé Hiển cũng biết, ngày trước là cũng biết rồi nhưng mà chưa biết tên. Thế bây giờ là cũng biết được tên và ký được tên của mình. Hết chưa? Ừ, dạ em không thuộc. Không thuộc nữa à? À bây giờ Hiển viết được những chữ nào, Hiển đọc cho các bà nghe xem nào. Con thưa các ông, con đọc bài. Đấy. Ví dụ như đi học ấy thì là em thưa các thầy các cô em học bài. Em thưa cô em đọc bài. Thì bây giờ ở đây là không có các thầy các cô thì Hiển sẽ nói là con thưa các ông các bà con đọc bài. Đấy. Con thưa các ông các bà con đọc bài. Rồi. A, Á, Ứ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, I, G, H, I, K, L, M, N. À, chưa biết được hết đúng không? Ừ. Ở trên nhà ấy là có bảng chữ cái rồi đúng không? Ừ.
vừa nãy là Hiển đọc nhanh quá. Thế là ở bên này là cái gì Hiển biết chưa? Đây ấy. Đây là gọi là bảng cửu trương nhé. Bảng cửu trương tức là có các phép tính là bảng nhân. Đây là toàn bảng nhân thôi. Bảng nhân là từ nhân 1 cho đến 12, nhân 12. Đấy. Thì bây giờ Hiển từ trước giờ đã thuộc bảng nhân nào chưa? Chưa. Thế bây giờ 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. 2 à? Dạ. Thế 3 cộng 1 bằng mấy? 3 cộng 1 4. Thế thì 5 cộng 6 bằng mấy? Bằng 10. 5 cộng 6 bằng 10. Ở đây nhá. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 đúng không? Dạ. Đấy, đây là 1 cộng, đây là 5 này. Dạ. Cộng thêm 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lấy cái bút này nữa là thành 6. Đấy, 6 này cộng với 5 này thì bằng bao nhiêu? 5 cộng 6 bằng 11. Đúng rồi. 5 cộng đây, 5 này cộng với 5 này thì là bằng 10. Đúng không? Dạ. Thế cộng thêm 1 nữa thì bằng 11. Dạ. Thế còn bảng nhân thì bảng nhân biết một tí nào không? Có đây anh thử hỏi xem nào. Thế bây giờ là 7 x 3 bằng bao nhiêu? Không biết. Không biết. Thế thuộc bảng nhân 1 chưa? Thuộc chưa? Rồi. Thuộc rồi đúng không? Ừ. Thuộc đến bảng nhân mấy? Đây là bảng nhân 1, bảng nhân 2. Bảng nhân 3. Bảng nhân 3. Thế vừa nãy là 3 x 7 thì vẫn chưa biết đúng không? Dạ. Thế là chưa thuộc bảng nhân 3 rồi. Nhìn mới biết. Bây giờ Hiển đọc bảng nhân 1 xem nào. 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3, 1 x 4 bằng 4, 1 x 5 bằng 5, rồi. 1 x 6 bằng 6, 1 x 7 bằng 7, 1 x 8 bằng 8, 1 x 9 bằng 9, 1 x 10 bằng 10. Đúng rồi. Bảng nhân 1 là như thế này. Bất cứ một cái số nào nhân với 1 thì là chỉ có bằng một cái số đấy thôi. Dạ. Ví dụ như 10 x 1 thì cũng bằng 1, 100 x 1 thì cũng bằng 1. Dạ. Đấy, 1 triệu x 1 thì cũng bằng 1. Dạ. Ở đây là bảng nhân 2 đúng không? Dạ. Bảng nhân 2 thuộc chưa? Dạ, chưa. Chưa thuộc mấy đúng không? Dạ. Thế Hiển thử viết ra đây là 1 x 1 x 12 xem nào. Thì bằng bao nhiêu xem nào. Thử viết ra đây xem. Đấy, không nhìn, tự viết ra đây xem. 1 x 12. Viết 1 x 12 xem bằng bao nhiêu. 1 x 12 bằng 13. Sai rồi. Xem nào. Đây. 12 x 1. 1 x 12, 12 x 1 cũng như nhau. Hàng 12 đúng không? Dạ. Đấy. 1 x anh dạy này. Bất cứ một số nào nhân với số 1 ấy thì là cũng chính bằng chính cái số đấy luôn. Ví dụ 13 x 1 thì cũng bằng 13, 14 x 1 bằng 14. Và 1 x 12 thì cũng bằng như thế. Bằng 12. Vừa nãy là nhầm sang là 1 cộng 12 thì bằng 13. Đấy, nếu mà phép cộng thì là đúng như thế nhỉ. Đấy, một cô bé rất là chịu khó, ham học các bác ạ. Đi làm cầm quyển sổ đi theo để mà lúc nào rảnh nghỉ ngơi là sẽ học. Hai thế này là bây giờ cũng gần mấy giờ rồi, 12 giờ cho em? 12 giờ. Ồ, 12 giờ đúng không? Thế bây giờ đi về được chưa? Mẹ đi về ăn cơm xong là tí lại đi làm nhá. Cất vào đây. Thế chè này là để đây hay là mang về à Hiển? Cái này thì em lấy về, còn hai bao kia là tí cho cô tự ra bác. Cái ít ít này thì em mang về cho cô. Dạ. Còn hai bao to ở bên kia là tí cho cô tự ra bác đúng không? Dạ. Thế bây giờ đi về nhá. Dạ. Thế sáng nay bảo là lấy được củi, củi để đâu? Củi em để bên kia. Để bên kia? Dạ. Cái bao đấy không lấy về nữa hay lấy về? Dạ, lấy về. Đây để anh cầm bao này cho. Sáng nay thì em
về đi sớm và em lấy được một bó quỳ à. Bây giờ em sẽ vác quỳ đi về nhà xong rồi em mà lấy chè đi cho cô. À. Ồ. Một cô bé đi làm từ lúc rất là sớm và lấy củi để ở đây một vác, sau đó thì mới đi lấy chè đi cho nhà cô. Đấy, tự nhiên là lấy củi để đây rồi mới đi hái chè ấy các bác. Đấy, bé Hiển rất là chịu khó. Một cô bé năm nay mới chỉ được hơn 13 và gần 14 tuổi mà đã phải làm rất là nhiều cái công việc để mà mưu sinh cuộc sống của mình. À, đặc biệt ở đây là nếu như không chỉ riêng bé Hiển, tầm tuổi các bạn cùng trang lứa như bé Hiển ở trên vùng cao này hầu như là ai cũng sẽ rất là vất vả thôi các bác ạ. Nhưng mà các bạn nhỏ ở đây thì là vất vả, nhiều bạn may mắn hơn là còn có người cha người mẹ. Nhưng đối với bé Hiển thì bé Hiển là mặc dù đi làm ấy là phải tự lập tự kiếm cho bản thân rồi. Đấy. Rất là đáng trách cho những người mà đã sinh ra mà lại không có được tình yêu thương để gửi gắm và chăm sóc bé Hiển. Ui dồi. Bác củi này là rất là nặng luôn đấy các bác ạ, nhìn thế thôi. Đấy, so với bé Hiển như thế này là còn nhẹ đấy. Bình thường là còn lấy một gánh đi luôn đấy, Hiển nhá. Dạ. Thế bình thường lấy đi vào xã bán à, lấy hàng gánh một à? Dạ, vâng ạ. Đấy. Mặc dù là nhà của cậu mợ thì ở ngay trên này, nhưng do là có sự xích mích, người mẹ về đòi chia đất giữa cậu mợ với mẹ của bé Hiển một nửa, để cho bé Hiển một nửa, thế là cậu mợ đã không đồng ý và từ đó thì cậu mợ lại càng ghét bỏ bé Hiển hơn và không cho bé Hiển ở cùng nữa, cho bé Hiển tự xuống đây để ở đi. Lên trên nhà nói chuyện một lúc xong là em lấy chè đi cho cô sau nhé. Dạ. Ồ. Đấy, đi đâu thì cửa là không có cái gì khóa cả. Không có chốt gì à Hiến? Dạ không. Có một cái này thôi à? Dạ. Rồi ôi. Như này thì bao nhiêu đồ đạc mà em đi xa như em đi. Xa như thế thì bao chẳng may có ai về nhà lấy đồ thì sao? Đây này. Chốt bằng cái này thôi. Gạt lên cái là mở ra đi luôn. Đấy, ngày mai lên anh sẽ mua ổ khóa lên cho Hiển nhá. Dạ vâng ạ. Đây này. Vừa nãy lên thì gặp mỗi ông ngoại của bé Hiển ở nhà thôi. Chả biết là bây giờ ông ngoại là đi đâu rồi Hiển nhá. Dạ vâng ạ. Wow. Bây giờ là đồ đạc của các cô bác ông bà gửi đến cho bé Hiển ấy thì là để ở trong ngôi nhà ấy là cũng không chắc chắn một chút nào cả cô bác ạ. Đấy, cửa thì không có. Có cái một cái cửa nhưng mà không có khóa. Ở bà ở đây thì là những cái dây buộc là những cái dây dù và những cái dây rừng thôi. Em mời anh nước ạ. Ừ. Con mời các ông các bà uống nước. À, nước này đun lâu chưa hả Hiến? Dạ, sáng nay em đun. Sáng nay mới đun à? Dạ. Đấy thì hôm nay anh lên trên này anh cũng muốn trao đổi và muốn hỏi Hiển một chút vấn đề Hiển nhá. Dạ. Đấy, để cho các ông các bà ở trên kênh là biết. Đấy, đợt trước khi mà anh lên trên này, sau khi mà mua điện thoại cho Hiển xong ấy, thì là có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Đấy, Hiển bị một bác là Mạnh Thường Quân là gọi điện lừa đúng không? Dạ. Cái câu chuyện đấy là bị lừa sang tận đường bên kia, sau đó còn ngồi đợi cả ngày thì là Hiển kể lại cái câu chuyện đấy cho các bà nghe xem nào. Em lúc đấy thì em vừa mới có điện thoại xong mà
không có số ai, nhưng mà em có số mẹ em. Xong rồi mẹ em, bà gọi điện hỏi mẹ em, bảo là mẹ em lấy số của em cho hai bác, em không biết. À, thế tức nghĩa là lúc, từ lúc mà anh lấy, anh Khương mua điện thoại cho Hiển xong ấy, là có ai có số điện thoại Hiển không? Dạ, dạ không có, chỉ có số mẹ thôi. À, mẹ có á? Dạ. Thế tại sao mẹ của Hiển lại có số điện thoại của Hiển? À, bà cho. Bà ngoại cho á? Dạ. Ủa, thế là hôm qua là bà ngoại gọi cho mẹ á? Dạ. Xong hỏi mẹ à? Hỏi dạ. Mẹ như thế nào? Hỏi mẹ bảo là ai lấy số của em đi cho các ông các bà. Xong mẹ em bảo là mẹ em lấy cho hai bác, nhưng mà không biết ai. À, tức nghĩa là mẹ của em lấy cho hai bác. Dạ. Nhưng mà không biết bác, hai bác là ai. Dạ. À, thế hôm qua là bà ngoại của em mà gọi điện cho mẹ của em. Dạ. Hỏi là thế ai lấy số điện thoại của em cho mẹ của, hỏi mẹ của em có được lấy số điện thoại của em cho ai không. Dạ. Thì tương nhiên là xong là mẹ của em bảo là cho hai bác. Dạ. Có hai người hỏi. Dạ. Nhưng mà không biết là ai. Dạ. Thế là mẹ em không cho. Dạ. Ôi ôi, này thì không được rồi. Thảo nào cô bác ạ, chắc chắn là cái câu chuyện ở đây, lý do tại sao bé Hiển lại mới lấy điện thoại, mới có sim mà lại có nhiều người gọi đến hỏi rồi là lừa thế này thế kia. Đấy, có một cái câu chuyện thì là cách đây hình như bà ngoại bảo là 9 ngày thì là liên tục tối nào cũng có người gọi điện về hỏi bé Hiển là có muốn đi làm con dâu của bác ấy không, và có muốn đi làm là con gái hay không. Đấy, có rất là nhiều. Sau đó thì bé Hiển là chặn cái số đấy đi. Thế là lúc gọi thì là mấy giờ gọi Hiển? Lúc gọi là 8-9 giờ hay sao? 8-9 giờ tối á? Dạ. Thế là người ta nháy hay là gọi? Gọi. Gọi thẳng luôn? Dạ. Xong Hiển nghe à? Dạ, em không nghe. Không nghe à? Dạ. Thế lúc đầu có nghe không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà thì em nghe. Nghe à? Dạ. Nghe thì bác ấy bảo thế nào? Bác ấy bảo là cho em đi làm con dâu, xong em không đồng ý, xong lại cho đi làm con gái, em cũng không đồng ý. À, thế là bảo là cho bà 100 triệu, cho ông bà ngoại 100 triệu. Dạ. Là sẽ cho đi đúng không? Dạ. Ồ, đấy cô bác ạ. Khi mà bé Hiển có cái điện thoại xong thì là có một bác là gọi điện đến hỏi bé Hiển. Đấy, lúc đấy bà cũng ở gần. Thì là nói chuyện với cả bà không? Dạ có. À, ông bà không đồng ý, ông bà không đồng ý. Ông bà không đồng ý. Dạ. Là đồng ý là cho ông bà là 100 triệu. Dạ. Cho là cho Hiển đi làm con dâu à? Dạ. Ồ. Nhưng mà sao ở đây là ví dụ lấy vợ thì cũng chỉ mất 40 triệu thôi, sao mà lấy vợ nhiều thế? Dạ. 100 triệu đúng không? Đấy, dạ. Một cái câu hỏi nghi vấn ở đây là tại sao người ta lại lấy, ví dụ hỏi vợ bình thường thì chỉ mất tầm khoảng 3-40 triệu thôi, làm sao mà mất đến 100 triệu được? Đấy. Chắc chắn là kiểu như này cũng không phải người tốt rồi. Và có một cái lần nữa là bị lừa sang ngồi ở bên cạnh đường ấy. May mắn rằng là hôm đấy thì vợ chồng của cháu cũng vào đây, là cũng gặp được bé Hiển đang ngồi ở bên đó của bác ạ. Thì hôm đó là bác ấy gọi và rủ bé Hiển đi sang chợ ở bên cửa khẩu Trung Quốc. Thế là bé Hiển ngồi ở đấy đến đi từ lúc buổi tối rồi ấy, đi là trốn bà đi. Sau đó ngồi ở đấy và gọi điện đến hỏi bé Hiển là bé Hiển đến đâu rồi. Xong là ngồi ở đấy đợi cả ngày luôn. Đấy, đợi cả buổi sáng là muốn đưa bé Hiển đi sang chợ phiên ngủ ở đấy một tối. Đấy, sau đó thì buổi sáng là sẽ đưa bé Hiển đi chợ. Và sau khi mà đi chợ về ấy, thì là sẽ hứa với bé Hiển là muốn xây nhà. Đấy, rồi là lấy tiền cho bé Hiển. Và đây bé Hiển là cũng rất là ngây thơ. Khi mà nghe được những cái lời như thế thì là lại tưởng là bác cái người lừa ấy lại bảo là bạn của vợ chồng cháu. Thế là bé Hiển lại tin. Đấy. Ngày hôm nay thì cháu cũng không biết là các bác xem video có đặt ra một cái câu hỏi như cháu hay không, là tại sao ai lấy số điện thoại của bé Hiển cho những cái người đó mà lại lừa bé Hiển như vậy. Thì cháu cũng muốn tìm hiểu cái vấn đề, cái câu chuyện đó. Thì hôm nay ra đây thì hỏi bé Hiển bảo là hôm qua thì bà gọi điện đi cho mẹ của bé Hiển. Có hỏi bé mẹ là có được lấy số điện thoại là cho ai không, thì mẹ của bé Hiển bảo là có hai người hỏi thì là cho hai người đó. Thì không biết là hai bác đó là ở đâu. Đấy.
đấy, mẹ của bé Hiền là tiết lộ số điện thoại cho người khác thì bé Hiền mới bị như vậy. Và bây giờ anh nói thế này nhá, ở đây thì là cũng không có cái việc gì quan trọng cả, cái điện thoại thì anh nghĩ là không nên dùng nữa. Dạ, bây giờ em cũng không dùng. Dùng thì các ông các bà hay là ai đó cứ gọi điện về phiền em, không giờ em không dùng nữa. À, không dùng nữa đúng không? Dạ. Thế bây giờ cái điện thoại hôm trước anh Khương mua cho ấy thì là một là lấy cho ông bà ngoại cất đi, hai là lấy cho anh chị anh về cất đi. Anh bận. Trước anh Khương mua cho thì em mang theo lên rừng lấy củi là em làm hỏng. Hỏng rồi á? Dạ. Ồ. Bây giờ là không có điện thoại nữa đâu đúng không? Dạ. Thế thì cũng tốt, tại vì anh tưởng là còn điện thoại thì là không nên dùng điện thoại nữa. Dạ. Tại vì sợ là ở đây em một mình, ở đây anh chị thì ở rất là xa, cách đây hơn 50 cây số cơ. Thì lâu lâu anh chị mới vào đây. Đấy. Chẳng may em xảy ra cái vấn đề gì thì anh cũng chả ở đây bao quát được. Thì tôi tốt nhất là cái điện thoại ấy thì là khi mà dùng điện thoại thì nó cũng có hai điểm. Một tốt cũng có mà mặt xấu cũng có. Đấy. Dùng điện thoại thì có thể là nhiều lúc là anh chị không lên đây được mà em muốn mua cái gì em cũng có thể liên hệ với anh chị, hoặc là nhờ anh chị mua cái gì, hoặc là xảy ra cái vấn đề gì có thể liên hệ với anh chị trực tiếp. Nhưng mà khi mà dùng thì lại xảy ra nhiều cái câu chuyện như thế thì bây giờ là không nên dùng nữa nhé. Bây giờ không nên dùng nữa. Thì bao giờ ổn định hơn rồi, có nhà đàng hoàng rồi, chúng tôi đấy là em dùng điện thoại sau. Nhá. Dạ. Đấy, hôm nay là không ngờ là cái câu chuyện và xảy ra một cái vấn đề là như vậy cô bác ạ. Đấy. Bây giờ thì cháu sẽ không cho bé Hiển dùng điện thoại nữa. Rất là nguy hiểm. Đấy, vừa rồi thì sáng nay là bé Hiển cũng lấy chè đi nhặt chè, và bây giờ phải lấy chè đi cho nhà cô. Đấy, sau đó thì sang nhà cô ăn cơm. Đấy, thế thì bây giờ là Hiển lấy chè đi cho nhà cô nhá. Đấy, các anh sẽ đi chuyển đi về. Dạ. Xong buổi chiều đi đâu làm gì à Hiển? Buổi chiều em đi cũng là đi hộ bác Trần Châu. À, đi hộ bác Trần Châu nữa. Dạ. À, đấy, thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc có lẽ là cho cháu kết thúc video ở đây. Xin được cảm ơn cô bác, anh chị trong và ngoài nước đã theo dõi hết thước phim của cháu ngày hôm nay. Xin chúc cô bác, anh chị có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì cháu xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Con chào các ông các bà.